blogger Tạ Phong Tần đã bị chuyển ra giam giữ ở miền Bắc. Theo trang mạng của dòng chúa cứu thế Sài Gòn cho biết, một người vừa đi thăm vợ tại trại giam K5 Xuân Lộc Đồng Nai về cho biết cô Tạ Phong Tần đã bị chuyển trại giam đưa ra miền Bắc. Vợ của người đàn ông xin được giấu tên là một dân oan, sau một thời gian dài đi kiện các quan chức địa phương cướp đất và tham nhũng đã bị bắt đi tù. Khi vào trại giam, bà đã quen với blogger Tạ Phong Tần. Người đàn ông cho biết khi ông hỏi vợ rằng cô Tần bị chuyển đi chỗ nào, thì một viên công an đang đứng canh ở chỗ thăm nuôi cho biết đã bị đưa ra ngoài Cao Bằng Lạng Sơn rồi, nhưng cụ thể là trại giam nào thì người công an này không cho biết. Cô Tạ Minh Tú, em của cô Tần cho biết gia đình chưa hề nhận được thông báo nào của trại giam hay công an cho biết về việc chuyển trại giam của cô Tạ Phong Tần. Như vậy, hai trong ba blogger của câu lạc bộ Nhà báo Tự do đã bị chuyển ra miền Bắc. Việc làm này có thể nhằm mục đích gây khó khăn cho sự đi lại của thân nhân vì đường xa và chi tiêu tốn kém hơn rất nhiều, hòng giảm tối đa lần thăm gặp của thân nhân với hai blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần. Nhà cầm quyền thực sự sợ hãi khi thông tin về tình trạng của các bloggers này bị đối xử tày bạc và vi phạm pháp luật ngay trong trại giam, khiến cho dư luận quốc tế và người Việt hải ngoại phản ứng tiêu cực đối với họ. Nhưng với hành vi cách ly này lại càng làm cho dư luận tin rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang có ý đồ xấu đối với các tù nhân lương tâm này, khiến họ phải bằng mọi cách che giấu tin tức về các bloggers này, bất chấp việc công khai vi phạm pháp luật. Việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam công khai vi phạm pháp luật sẽ thúc đẩy dân chúng bất tuân pháp luật, làm tiền đề cho sự nổi dậy trong xã hội.